Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối với cán bộ trẻ được quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023. Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 47 học viên là cán bộ đang công tác tại 29 cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh, là các cán bộ trẻ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có độ tuổi dưới 40, đáp ứng đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, lý luận chính trị. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 20 ngày. Nội dung chương trình nghiên cứu, học tập gồm 20 chuyên đề, trong đó 18 chuyên đề của khung chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý ban hành theo quyết định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2 chuyên đề do lãnh đạo tỉnh truyền đạt. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê nhấn mạnh, việc đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ để bổ sung nguồn cán bộ đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đồng thời phát huy năng lực, cống hiến, tài năng, trí tuệ, góp phần cho sự phát triển chung của đội ngũ cán bộ của tỉnh. Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên của tỉnh, vì vậy đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu toàn thể các cơ quan, đơn vị, ban chỉ đạo, ban tổ chức lớp học và các đồng chí học viên cần đảm bảo thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp bồi dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt, tăng cường đối thoại, trao đổi tương tác đa chiều, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, khó khăn phức tạp tại địa phương, cơ sở, để từ đó rút kinh nghiệm, áp dụng lý luận và thực tiễn trong công tác của các cơ quan, đơn vị và địa phương.